Xin chào các bạn, các bạn có thể nhìn thấy gì đây không ạ? Ở đây mình đang có một combo giải trí dành cho chiếc điện thoại smartphone như thế này, vô cùng thú vị. Đó chính là chiếc kính thực tế ảo cộng với tay chơi game đi kèm với chiếc kính này. Thì với thấu kính này thì các bạn có thể sử dụng để xem phim cũng như là chơi những trò chơi ở chế độ thực tế ảo. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết sản phẩm ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu từ quý vị và các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết thấu kính này. Chiếc thấu kính này đến từ nhà sản xuất Sicon. Các bạn có thể nhìn thấy ở phần bề mặt trước thấu kính, nó có in logo nhà sản xuất đó. Và chất liệu cấu thành lên thấu kính đó là nhựa ABS, rất là chắc chắn và bền bỉ. Nó có màu đen, màu đen gợi cho chúng ta cảm giác rất là công nghệ đó. Ở phần phía trên bề mặt của thấu kính, các bạn có thể nhìn thấy nó có một số những cái núm xoay để điều chỉnh thấu kính ở bên trong. Hai thấu kính ở bên trong tương đương với hai mắt của chúng ta khi nhìn vào. Ở đây thì nếu như các bạn bị cận hoặc bị viễn, các bạn không phải lo là việc là chúng ta phải đeo kính liệu có xem được cái thấu kính này hay không. Các bạn cứ bỏ thấu kính, các bạn cứ bỏ những chiếc kính của chúng ta ra và đeo thấu kính VR này vào. Chúng ta có thể điều chỉnh đẩy nồi hoặc là tiến sát ở cái phần thấu kính ở phần bề mặt của mình. Nó thông qua hai núm điều chỉnh ở đây. Đấy. Việc này giúp cho các bạn bị cận hoặc là bị viễn sử dụng chiếc thấu kính VR này nó cũng vô cùng thuận tiện, không có vấn đề gì. Và ở đây thêm cho chúng ta một núm xoay nữa. Đây các bạn có thể nhìn thấy núm xoay đây. Với núm xoay này thì các bạn có thể điều chỉnh cái tròng kính ở đây, các bạn nhìn này. Đó. Nó có thể tiến sát lại gần nhau hoặc là tách rời nhau ra. Với việc này thì giúp cho mắt các bạn được thoải mái hơn khi xem phim. Và tùy thuộc vào khổ độ mắt của chúng ta như thế nào thì chúng ta điều chỉnh những núm xoay ở đây cho nó phù hợp. Đó. Ở bề mặt dưới này thì các bạn có thể nhìn thấy nó có một số những cái nút bấm. Đó. Và với nút bấm ở đây thì giúp các bạn có thể ví dụ như là xem phim, tạm dừng hoặc là tua nhanh với nút bấm ở đây. Ở đây thì có một hạn chế một chút, đó là nếu mà chúng ta sử dụng nút bấm này đó, thì các bạn phải kết nối với điện thoại của chúng ta thông qua một dây jack 3.5, dây jack tai nghe ở đây. Đó. Khi chúng ta kết nối với điện thoại qua jack 3.5 tai nghe này thì chúng ta mới dùng được những cái nút bấm ở đây. Đấy. Như mình nói, đó là một hạn chế là bởi vì bây giờ ví dụ như những dòng điện thoại của chúng ta đã là chuyển sang chân Lightning hoặc là chân Type-C, các kiểu dạng như này, nó không còn jack 3.5 nữa. Thì nó hơi bất tiện một chút cho chúng ta khi sử dụng. Nhưng điều này không phải là không thể, bởi vì các bạn cũng có thể sử dụng những cáp chuyển từ jack Lightning hoặc Type-C ra 3.5 để chúng ta có thể sử dụng được các nút bấm thông qua jack chuyển này. Đồng nghĩa với khi chúng ta sử dụng jack này thì các bạn có thể kích hoạt được cái phần tai nghe ở đây. Đó. Hai tai nghe ở hai bên giúp các bạn có thể xem phim hoặc là nghe nhạc hoặc là chơi trò chơi. Chúng ta có thể nghe được âm thanh nó được rõ hơn. Đó. Thông qua hệ thống tai nghe. Và chúng ta sẽ có thêm một dây đeo đầu. Đó. Giúp các bạn có thể cố định phần thấu kính này ở trên đầu của chúng ta. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi vào phần khoang bên trong chứa điện thoại. Đấy. Đây. Và với thấu kính này thì các bạn có thể sử dụng các dòng điện thoại smartphone có kích thước khoảng tầm 6 inch trở xuống. Tương đương với ví dụ như là mình đang có một chiếc iPhone 7 Plus khoảng tầm 5,5 inch. Nó dùng rất là thoải mái. Và các bạn có thể nhìn thấy đây, bề mặt phần phía bên trong khoang chứa điện thoại nó là một lớp xốp. Với lớp xốp này thì sẽ giúp các bạn có thể giữ gìn cái chiếc điện thoại của chúng ta không bị chảy xước. Và đó là sơ qua về phần thấu kính. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm một tay cầm trò chơi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nó như những chiếc tay cầm mà ngày xưa chúng ta hay chơi. Nó có những cái nút ví dụ như là điều khiển lên xuống trái phải và một số những cái nút chức năng để chơi trong game. Đó. Nó sẽ kết nối với điện thoại của chúng ta thông qua Bluetooth. Mình sẽ demo thử cho các bạn có thể kết nối chiếc tay cầm trò chơi này với điện thoại smartphone của chúng ta. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, nó có một nút start. Chúng ta ấn vào để bật tắt.
Đó, đây mình đang bật rồi. À, kết nối Bluetooth với tay cầm thôi. À, có một điểm hạn chế của chiếc tay cầm này là nó sẽ kết nối với những dòng điện thoại iPhone, dòng iOS. Nó hơi bất tiện cho các bạn nếu mà sử dụng các dòng điện thoại Android. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy tên thiết bị tay cầm trò chơi chúng ta, nó tên là BO1. Đó, ở phần này chúng ta click vào kết nối với nó thôi. Rồi, ở đây thì nó sẽ cho chúng ta chơi một số những cái trò chơi ở dạng VR. Mình có thể giới thiệu qua cho các bạn có thể tải và chơi những trò chơi đó. Nó như thế này. Các bạn tìm đến phần App Store, chúng ta click vào tải những trò chơi mà nó có đuôi hoặc là đầu VR như thế này. Đó, VR game. Đây các bạn có nhìn thấy, nó sẽ cho chúng ta một list những trò chơi có thể sử dụng được cho kính thực tế ảo. Ở đây thì mình sẽ không đi vào chi tiết việc sử dụng tay cầm đồ chơi cho kính thực tế ảo, bởi vì mình cảm giác nó cũng không thú vị cho lắm bằng việc chúng ta xem phim hoặc là xem clip. Và ngay sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng kính thực tế ảo này để xem phim hoặc xem clip ở trên những chiếc điện thoại smartphone của chúng ta. Ok, và muốn xem phim được trên chiếc kính thực tế ảo này, đầu tiên chúng ta phải cần có đó chính là một chiếc điện thoại smartphone có kết nối internet như của mình đây. Tiếp đến chúng ta sẽ vào những cái trang mạng để xem phim mà có chế độ xem cho kính thực tế ảo. Ở đây mình ví dụ đơn giản nhất đó chính là YouTube. Đó. Ok, các bạn tìm những clip cũng có đầu hoặc là đuôi VR. Clip VR, nó sẽ ra rất là nhiều những clip thú vị. Đó. Ví dụ đây là chẳng hạn. Okay. Có những clip nó sẽ bật sẵn chế độ xem thực tế ảo cho chúng ta, nó sẽ chia đôi màn hình. Và có những clip chúng ta cần phải click vào phần biểu tượng dành cho xem kính thực tế ảo. Ví dụ như đây, các bạn có thể nhìn thấy phần góc màn hình này, nó có một biểu tượng đó, chúng ta click vào. Đó, nó sẽ tự động chia đôi màn hình ra cho các bạn. Và thao tác cuối cùng của chúng ta là chỉ cần cho điện thoại vào và cảm nhận clip thôi. Đầu tiên thì các bạn hãy nhớ là hãy điều chỉnh những cái núm xoay để nó phù hợp với mắt của mình, để tránh trường hợp chúng ta xem lâu nó sẽ bị mỏi mắt nhá. Ok. Và vừa rồi mình đã có một số những cái trải nghiệm xem phim vô cùng thú vị với chiếc kính thực tế ảo này. Ngoài việc chúng ta xem những clip ở trên YouTube ra, thì các bạn cũng có thể tham khảo một số những bộ phim mà mình có thể liệt kê ở dưới video này. Các bạn có thể tham khảo nhé. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm kính thực tế ảo VR Sycon này, các bạn vui lòng click vào đường link phía bên dưới hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.